Tóm tắt vlog hôm nay. Ui, sao vậy? À, thì ra mày chọn cái chết. Đấy ơi, cứu tôi nha, cứu cuộc đời tôi nha. Ok mọi người ơi, bây giờ đang là 8 giờ và mình vừa mới dậy. Đấy, mình ngủ, mình dậy, mình ở chung với Mai Đen. Nhưng mà Mai Đen và anh Trờ đã đói quá, đi ăn trước rồi. Lúc nãy là tụi mình đã ngồi, tụi mình ăn gà gán KFC trước nên là quên ngủ hai người họ. Thế là giờ hai người họ đi mà không ngủ nguyên đám. Đấy, là bây giờ tụi mình sẽ đi qua bên chỗ Mai Đen và anh Trờ đang ăn nha. Ok, ui, quên nữa, phải đợi miếng cũ nữa, ở trong đây nè. Ok mọi người ơi, let's go, bây giờ đi ăn thôi. Ui, chưa bao giờ mà cảm giác đi ăn mà vui như thế này luôn các bạn ơi. Thật là có thể là cảm giác đi ăn ở Vũng Tàu mọi người ạ. Rồi bây giờ mọi người chúng ta cùng nhau chuẩn bị đi ăn thôi. Một điều rất là bất ngờ đó chính là ở ngoài gió và mưa vãi cả nồi luôn. Gió tới cái mức mà tóc tôi nó bay trong gió luôn, em thấy không? Nhìn khác nào HKT không trời. Đây đã lên được xe rồi nha mấy ní ơi. Trời ơi là trời, mọi người ai cũng đều hơi ướt đầu một tí nhưng mà không sao. Bắt đầu di chuyển qua chỗ Mai với anh Trờ nào. Bây giờ tụi mình đã tới nơi quán rồi, bây giờ đi tìm mà anh Long. Anh Long chị chờ. Anh Long chị chờ. Anh Long đại ca. Anh Long chị chờ. Đang live trên TikTok. Anh Long. Ê, đang live trên TikTok nè. Nè. Ôi có người đang live stream TikTok mọi người à, mình đang trong vlog của chị chờ. À. Bây giờ mấy bạn đang lên vlog của Ruby, mấy bạn chào Ruby đi em ơi, đang lên vlog của Ruby á. Chào Ruby, chào vlog mọi người đâu. Đang quay vlog với mọi người, chào đi, chào Ruby đi em ơi, chào vlog của SIRO với Ruby luôn. Đấy, chị chờ nè. Rồi sorry, chụp hình hết trơn. Ở đây là anh Long cái bên. Đội nón gì cha nội? Tề Hiên hả? Trời ơi trời, các bạn thấy ông đổi nón như Tề Hiên luôn mọi người ạ. Anh Long bao anh Long. Anh Long. Anh Long. Không tao là Mai nha, đừng kêu anh Long nha. Sao mặt tôi bé bây giờ nhớ bớt mặt nha. Giỡn á, giỡn á. Ok mọi người ơi, thì giờ là tụi mình sẽ đi đâu vậy? Đi Vũng Tàu. À lộn, đi ra biển. Tôi vừa mới ăn sợ ra biển có trúng gió mà anh. Hả? Ra biển mình có trúng gió không ta? Ra biển ăn tiếp, làm vài bộ ảnh xong về. Ok, tụi mình sẽ đi ra biển, tụi mình làm vài bộ ảnh tiếp mọi người ạ. Tôi biết cách để dụ Ruby với Mai này mà. Muốn dụ Ruby là cứ đi chụp hình, còn muốn dụ Mai là cứ đi ăn. Cho tao đi vệ sinh nhanh lắm. Cái gì? Cho tao đi vệ sinh. Mai là Mai ăn quá nhiều rồi. Hồi xưa mình gặp Mai là Mai chắc cũng khoảng được bao nhiêu nhỉ? Cũng ít. Mai mấy ký à? Hồi xưa là Mai bằng số ký của tôi là 60. Bây giờ tôi lên 4 kg. Mai 80 rồi. Bây giờ Mai 80 rồi. Ui giời ơi, Mai nó mới 79 thì nó 80 tội lắm. Thôi, 79 phải mấy đi. Nói vậy cho nó ok rồi. Ok, giờ tụi mình sẽ đi ra biển. Trời ơi, đi Vũng Tàu, tụi mình đi tắm hồ bơi, villa rồi khách sạn rồi các thứ rồi. Rồi bây giờ bây giờ ra biển tao mặc quần đùi, mày nhìn nó nè. Ê, ra biển hết quần đùi mặc rồi, ba hết đồ mặc rồi, đang định là đáng lẽ là hôm nay em về Sài Gòn nhưng mà Mai đi bơi không? Mai đi bơi chứ. Tại bơi quần đùi đó. Quần đùi thì để Mai tính. Hiện tại là mình đang có mặt ở Vũng Tàu. Đấy, thực ra là có mặt từ hôm qua rồi. Ủa đây là ở đâu vậy? Ở đây gọi là gì quên rồi. Chờ biết đây là đâu không chờ? À, ở đây là ở đây là đâu? Quảng trường. Quảng trường. À, đấy mình cầu cờ. Mình nhắc trò mọi người ạ. À. Ok, tụi mình đang có mặt vào lúc 12 giờ khuya. Trời ơi, tôi nhìn biển tôi không thấy quần què gì luôn. Tao nhìn biển nó không thấy cái gì luôn. Hello. Gì? Trời. Dạ, chị cảm ơn nha. Anh Tống Hồng này là ai? Anh Tống Hồng này là ai? Anh Mai Đen. Anh Mai Đen à. Sao anh? Anh nói đi. Đi biển. Nhưng mà biển nó hùi lùi ba. Không, đi xuống dưới. Đấy, anh Trờ được fan ôm nè. Rồi, lúc này là bộ ba bắt cổ quyết định là chụp cho một bô hình đỏ. Tôi cõng Mai cái gặt luôn, quá là nhẹ luôn em thấy chưa. Chắc lúc này là xung quanh tôi mọi người ai cũng đang đều nhìn ba người này đang làm gì. Rồi cứ Mai xong rồi chụp hình cứ cái mồm cứ mở ra không biết sao luôn. Đó, lúc này là cõng xong rồi thí cho xem cái hình của Mai. Trời ơi, diêm quá thì diêm luôn. Ok mấy đứa ơi, bây giờ là trợ lý của SIRO là đang chụp hình cho SIRO nè. À, chắp tay con lại ông trời ơi, mặt SIRO kiểu tôi lại luôn. Đấy, còn đây là anh Long. Anh Long với chị Trờ. Ui, chụp chuyên nghiệp ấy nha. Chuyên nghiệp ấy cũng được, cũng được. Bây giờ tụi mình sẽ đi xuống dạo biển mọi người ạ. Mình quên đem cái đèn sáng rồi bạn ạ. Hai thằng đi dạo biển nhưng mà mang dài. Đấy, hai đứa đi dạo biển mà mang dài bạn ơi. Đâu. Mấy bạn biết gì không? Tôi mang dép khách sạn. Trời ơi, đúng là tay window đây đây. À, tôi tỉnh ra đèn luôn. Nó coi giật mình chị Trờ. Trời ơi, lúc này 12 giờ khuya bà Trờ mới mở điện thoại lên bà hù tôi dậy đó anh em. Thì đó, đang đúng 12 giờ đêm luôn mà. Quá số 1 rồi, Đây, bây giờ đang là 12 giờ đêm cái tụi mình sẽ ngồi ăn đậu hũ nóng mọi người ơi, view biển đậu hũ nóng. Cái gì vậy bà nội? Nhìn mặt Mai kiểu buồn ngủ không? Ngủ mới nguyên ngày hôm nay chưa chập mắt tí nào. Trời ơi, đó còn đây mọi người đây đây đang kiểu sống ảo chụp hình. Còn tụi mình thì muốn ngồi ăn đậu hũ thôi cho nó chiêu chiêu miếng. Đấy anh em thấy chưa, ngầu lòi đẹp trai liền đứng ra trả tiền. Nhưng mà tiền là trong ví của anh Mai đen nha, chứ trong ví của tôi làm gì có tiền mặt anh em. Coi thôi coi như cũng ngầu đi, cũng đẹp trai, xứng đáng có 10 người yêu luôn. Đây là tàu hũ thúi. À không, tàu hũ nóng ở Vũng Tàu nha mọi người, 12 đêm rồi. Cái này là anh Long bao, đồ ăn bao nghe nói là ngon lắm, mấy cái đồ mà thơm mùi nhang á. Thơm mùi nhang. Thử review trực tiếp luôn nè. Ngon không chị tròn? Trời trời trời, Tết ăn nè. Rồi review, ăn một miếng rồi review đi chạy. Nó dở nha. Nó dở nha. Không không. Anh em à. Trời tôi ghét. Ôi da, vô ghét. Ngon phải chữ không? Hai người. Tại vì tôi ngon ngon ngon. Ngon. Tôi mới anh cảm thấy cái sự hương thơm. Hương thơm là gì? Hương thơm. Hương thơm là gì? Là hương thơm. Là gì? Đó quá tuyệt vời. Nó giả bộ đó mọi người, nó giả bộ chứ tàu hũ này lạc nhất. Nó tuyệt vời, phải đầu mình ăn một cái là mình nhớ tới mùi vị Vũng Tàu, mình nhớ tới già luôn á. À, không nha, tôi không nha, tôi thấy tàu hũ này lạc nhất nha. Đi về, đi về, đi về, đi về. Bây giờ tụi mình sẽ di chuyển về chung cư mọi người ạ. Đây tụi mình ở chung cư. Đấy. Anh muốn giờ mình lên đây mình làm gì anh? Dịch cổng dịch. Đây, thôi chị Dịch tí hô là người đam mê ma sói mọi người ạ, bãi trưởng thiệt. Tôi mới biết chơi hôm qua mọi người ơi. Bây giờ tụi mình sẽ vô ghẻ Thanh Lâm mua đồ tí mọi người ạ. Ui, mình để góc cam này nhìn mình béo ơi. Bây giờ là tụi mình đã bước vô cửa hàng tiện lợi xong cái tụi mình quyết định đi ra tại vì tụi mình không biết mua. Trong này không tiền. Thật ra là mình không có tiền mặt mọi người. Đấy, chị Dịch tí lon. Cái gì? Dịch tí lon. Mình mua gì anh Ma Lan mua gì ạ? Mua gia côn nãy đang cần tiêu hóa. Đang cần tiêu hóa để anh Ma Lan là bây giờ anh Ma Lan mập lắm rồi. Chết trà bây giờ. Thì bây giờ đang là 5 giờ sáng và tụi mình có hẹn là đi ngắm bình minh. Dạ. Mọi người có thể thấy là trời gần sáng luôn rồi. Ôi trời ơi. Trời hôm qua tại vì tụi mình đi ăn uống về khuya quá nên là bây giờ dậy cái đau đầu vãi chưởng luôn mọi người, phải không anh? Không, cha này không đau đầu với mỗi tôi với cha. Mới từ sớm. À, mình từ mặt trời tới thôi hả? Trời đi không? Mặt trời tới thôi luôn rồi. Đó lè một hôm trời quá trời lâu rồi chị Lưu Mỹ ơi. Hẹn 4 giờ, bây giờ là 5 giờ rưỡi. Ai nói 5 giờ 20. 5 giờ 20 mới dậy luôn ạ. Người mà dậy trễ nhất thì chỉ có anh Long đại ca thôi. Anh Long đại ca nhỉ? Đúng đúng. Đấy bây giờ tụi mình sẽ chuẩn bị xuất phát để đi. À không, con chị trốn. Xém ác nha. Để chị chờ người ta rửa mặt nha, ác nha. Hên chưa. Quá xinh luôn à. Đây bây giờ chuẩn bị xuất phát đi ngắm bình minh nào mọi người. Thật ra là bây giờ tụi nguyên đám ai cũng dậy trễ hết trơn. À không, có mỗi Siro với Thúy là dậy sớm, còn nguyên đám còn lại là ai cũng dậy trễ hết anh em ơi. Nên là không biết là đi ra chắc thấy bầu trời chứ không thấy bình minh đâu luôn á mọi người. Nhưng mà không sao, quan trọng là trải nghiệm và vui vẻ đi chung với anh em. Mà sao vô cái thang máy vậy ai cũng cầm, mà ba đứa gì đâu mà cầm camera hết vậy trời. Rồi chĩa nhau như chĩa súng luôn mấy má ơi. Trời ơi là trời, vãi cả chưởng thiệt đó chứ. Tóc của tôi bay trong gió rồi các bạn ạ. Cô ơi, hôm nay nhờ ơn Mai mà chúng ta có thể ra đây đón bình minh một lần nữa. Tôi nghe tiếng ai đó cười ở trên đồi, tiếng cười thì thầm trên đồi. Anh Long cảm thấy phong cảnh đây như thế à? Nó đẹp. Tụi mình đang leo núi mọi người. Đấy, ui giời ơi. Lên đây là phải giải tỏa một ly cà phê. Ui giời ơi. Giờ tụi mình đang đi lên mọi người ạ. Rất đông ở đây, siêu đông luôn. Thôi thì nguyên đám lên trễ nên là quyết định chụp cho chúng ta một bô hình cực kỳ là đẹp. Thật ra định là cầm máy chụp hình, điện thoại chụp hình, nhưng mà thôi thì cầm luôn máy quay để bấm quay về nhà cắt ra cắt ảnh ra anh em ơi. Đó ai cũng tươi cười tươi rói rồi không biết có mấy tấm hình, nói chung là giữ làm kỷ niệm là chính anh em ạ. Thật ra là tất cả mọi người đều rất là đông luôn, nhưng mà là có một phần đã về trước rồi, chỉ còn lại nhiêu đây thôi. Thôi nói chung thì kỷ niệm như vậy cũng quá tuyệt vời rồi. Cuối cùng là bình minh ở đâu? Bình minh ở trong tim. Nhớ là coi share video này cho tôi nha anh em ơi. Yêu anh em vãi cả chưởng luôn ấy chứ. Sau khi mà đi dạo biển một tí rồi tụi tôi đói quá nên quyết định tấp vô một cái chỗ là bán cái gì nhờ. Cái này là món gì tôi quên đấy nhờ. Ui rồi nói chung là bánh mì cái Tết hả hay là cái gì đó, nói chung là cũng nổi tiếng ở Vũng Tàu lắm. Ui em trời lại đang livestream các bạn ơi, chưa bao giờ thấy ai ngồi livestream vào lúc 6-7 giờ sáng hết anh em à. Thôi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau ngồi xem tôi ăn nha, múc băng. Sau khi mà anh em ngồi ăn xong hết thì về chung cư nghỉ ngơi một tí và tụi tôi quyết định là đáng lẽ là sẽ về Sài Gòn, nhưng mà là tụi tôi lại đổi ý là đi về nhà trợ lý của Siro. Tại vì nghe nói là nhà của trợ lý Siro giàu nhất cái Vũng Tàu luôn anh em ạ. À không, hình như là ở Bà Rịa rồi phải. Đó, nói chung là bây giờ cùng nhau xuất phát tới nhà trợ lý của Siro nào. Bây giờ là mình phát hiện nhà của chị Thúy Vịt Tí Hon nè mọi người ạ. Ôi vãi chưởng thiệt. Phải không anh Ba Đen? Gì? Phải không? Anh Ba Đen thấy cái nhà này coi sao? À, nhà này của chị Thúy hả? Ừ. Trời, trợ lý giàu vậy trời. Giàu vãi chưởng luôn á. Giàu bánh xác luôn á. Giàu không? Thôi bự thiệt chứ. Trời ơi là trời, rít kích giấu nghề anh em ơi. Đó, tôi đang đi tham quan là nguyên căn biệt thự của nhà trợ lý Siro anh em mà. Oh my god, quá là giàu luôn. Trời ơi là trời. Đó, này như là đây là phòng của ai nha. Phòng của ai anh em biết thì nhớ là comment phía dưới video cho tôi biết với nha. Ok mấy đấy ơi, bây giờ là tụi mình đang ở nhà của chị Thúy ấy, mà bây giờ tụi mình sẽ đi lấy bưởi. Đây, tụi mình đang đi vô cái chỗ này để tụi mình hái bưởi mọi người ạ. Ôi ôi, bưởi nè. Mọi người thấy bưởi không? Trời ơi, bay ơi bay. Ủa đây, đây nè. Đấy, bưởi. Ủa có trái bưởi nữa kìa, nó chín chưa vậy? Rồi, anh chờ thấy sao vậy trái bưởi này anh chờ. Vậy bưởi nha. Bưởi không? Bưởi bằng mặt trời. Đấy, ui ôi, một cặp bưởi. Ui. Hai cặp bưởi. Đấy. Ui ôi. Đây, một người thì cầm hái bưởi, còn người thì cứ cầm giữ khưng mình trái bưởi bên người. Hello. Đây là dê mọi người à, dù thấy dê nhiều biết quen rồi, tự nhiên nay nhìn mấy dê này lạ lắm. Ui. Sao vậy? À, chị ra mày chọn cái chết. Trời ơi, cứu tôi ra, cứu cuộc đời tôi ra. Như. Ui giời các bạn. Trời ơi. Ê. Trời ơi mọi người ơi, đúng là nhà của trợ lý Siro đẳng cấp phải chưởng. Hay ở đây có thêm một em nữa, mình sẽ đi review chó mọi người ạ. À. Em này kiểu em này dễ thương phải nói mọi người. Con buồn hả? Con buồn hả? Không ai chơi con cái con buồn hả? Hả? Nó nằm đây con buồn hả? Buồn hả? Buồn hả con? Vướng cái chó gì mày? Buồn hả? Be. Đây tôi sẽ cho mọi người xem mấy con dê. Để tôi cho thấy. Vui mà. Hồi xưa chơi nó nhiều luôn á. Là mạnh dữ chưa? Chơi nha. Đây mày lên một chân kia đi, lên chân kia. Mày lẹ đi. Xoay. Mày xoay này hả? Xoay đừng dính cái bữa nó rớt. Đừng dính cái bữa mày xoay thử ra. Vậy hả? Không. Dính cái đít em, dính cái mông ấy nè. Không té đâu. Ê, vậy sao? Rồi. Đây cái trái này nặng lắm, mai cái trái nó đốt trúng đầu là phải chưởng mày. Ôi, xí đẹp luôn. Ừ, vãi chưởng luôn. Đây gái giường miền Tây đây nha mọi người. Rồi, xong rồi dép tao luôn rồi đó. Chết rồi, mai dính xiết. Trời ơi, cứu tôi. Mai dính cúp dê. Mai đặt nó không phải ra luôn. Cúp dê thiệt. Trời ơi xinh mà. Cúp dê mà. Mọi người ơi Mai đặt cúp dê. Mai đặt nó gãi đầu rồi. Để tao vừa thấy nó ngứa nó gãi đầu á. Ê dê kiểu mấy nào. Dê kiểu mấy nào vậy? Ê Mai. Mà mấy dê này nó ngu lắm, nó ăn xong rồi cái nó bị ngạt á. Nó bị ăn cho nó kêu xuống mày. Ê, nó hử cái tay kìa. Bê. Bỏ cái tay vô miệng luôn đi. Đứa ngồi chỗ hả? Ừ. Gãy không vậy? Là sao? Bỏ đứa mình lên luôn hả? Đứng á. Ủa kiến má ơi. Miếng khỉ. Ngồi vậy được không ta? Được. Tự nhiên tôi hết hồn rồi. Đấy anh em thấy chưa, nhìn ba đứa tụi tôi không khác nào một con khỉ luôn, hai con khỉ đen, một con khỉ hồng anh em à. Đó vlog ngày hôm nay của tôi chắc cũng xin được kết thúc video tại đây. Thì anh em có thể edit cắt kết giật hay cái gì tùy anh em hết. Đó, sao nhìn không gốm làm gì trời ơi quê hiểu chứ. Không nhận làm anh nha. Còn bây giờ thì anh em cùng nhau xem tụi tôi thể hiện trình độ leo cây như thế nào.